Em xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Cá Cảnh của em nhá. Thì hôm nay em sẽ review cho bác một cái sản phẩm cần câu của một cái hãng câu rất là danh giá, đó là hãng Sea Long King. Một cái hãng rất là danh giá nha các bác nhá. Đồ câu của hãng này thì rất là đắt đỏ đây, Sea Long King đây các bác nhá. Cước các kiểu thì toàn hơn 200 nghìn một cuộn 50 mét thôi. Giá rất là chát. Thì bây giờ thì trên tay em đang được vinh hạnh là cầm hai cái cần của hãng này, Sea Long King. Thì em mua lúc đợt nó sale các bác, sale là em hốt ngay về để phục vụ cho các bác, cũng như là em cũng muốn trải nghiệm thử cái dòng cần của cái hãng này xem như thế nào anh em nhé. Thì trên tay em đang là hai mẫu cần đây, mẫu này là mẫu 6H 6H 5m4, còn bên này là 6 là 4H 5m4 anh em nhé, 4H 5m4. Thì có hai mẫu cần trên tay đây, bây giờ em sẽ bóc vào và đi vào từng chi tiết cho các bác. Đây nó có một cái nhẫn cần nó để lên đầu nhá, tháo nó ra anh em ạ, tháo cái nhẫn này ra. Rồi nhẫn đây, hàng nguyên siêu anh em nhé. Đây nó có cả một cái đọt phụ đi kèm này các bác này, em sẽ tháo cây 4H này ra cho các bác xem trước. Đó, 4H thì màu xanh khá là bắt mắt đây các bác này. Logo của Sea Long King. Sea Long King đây. Hàng này là hàng chính hãng 100% nha các bác nhá. Nếu mà các bác mà phát hiện, các bác mà chứng minh được đây là hàng giả, hàng nhái thì em xin đền một đền 200% dăm giá trị sản phẩm các bác mua cho em nhé. Bởi vì em mua em biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó nên là chắc chắn đây là hàng chính hãng nha các bác nhá. Này cần này các bác này, từng đẹp cũng đẹp từng chi tiết luôn đấy đó, nói xem kỹ một lượt nhá. Đây là cần 4H này, màu sắc nó như thế này đây, tháo này là cho các bác xem. Đây là cái bịt cần này, cần này ấy, em cầm trên tay thì em thấy nó khá là nhẹ và mỏng manh đây. Nói thẳng luôn là mỏng manh các bác nhá, đây này, carbon nó cũng rất là mỏng. Nhưng mà cần này ấy, em nghĩ là thương hiệu lớn mà nó sản xuất mà nên em nghĩ là nó câu nó sẽ ok. Đối với những cái bác nào mà mới chơi ấy, mà câu cần này thì em nghĩ là nó không thích hợp lắm. Cần này câu cá đòi hỏi là phải biết dòng cá cơ các bạn. Nếu mà các bác mà lôi con cá kiểu lôi con ngấu lôi nghiến là em nghĩ là nó sẽ nổ. Vì cần này em thấy nó khá là mỏng manh. Mỗi cái cần nó sản xuất ra thì nó sẽ nhằm một cái mục đích khác nhau các bác nhá, chứ không phải là cần đắt tiền thì nó sẽ đi đôi với cái việc nó phải rất là khỏe các bác nhá. Cần này em nghĩ là nó câu cá thì vẫn ok, rất là ok, nhưng mà không dành cho những bác thích chơi bạo lực, dành cho những bác thích đánh cảm giác nhá. 4H đây, cần này đánh giếc các kiểu thì rất là ok rồi. Tuy là 4H nhưng mà nó rất mỏng thế này này, đánh giếc thì cũng cực kỳ cảm giác nhá các bác nhá. Đó, cần này là cần của hãng lớn nổi tiếng tên tuổi thì các bác cứ yên tâm mà xài thôi, không phải lo sợ gì nhiều. Carbon xoắn đều luôn các bác nhá, rất đẹp. Có một điều đó là đó là sự mỏng manh mềm mại của nó thôi. Em thì em cũng không xoắn cái mỏng manh mềm mại lắm, bởi vì mình khi mình cầm cái cần trên tay thì mình sẽ hiểu là cái cần này sẽ sử dụng như thế nào các bác nhá. Đó, cần này mà nếu mà câu thì vẫn có thể câu được cá lớn thoải mái. Thông số chi tiết và độ tải thì em sẽ để trên màn hình cho các bác tham khảo nhé. Đây, cho lên cân cân cho các bác xem, cần 5m4. Đây là đã tháo đối trọng này, tháo ngọn nha các bác nhá. Tại vì sao các bác bảo em là đi câu thì có phải là ai tháo đối trọng ra câu đâu mà lại cân như vậy, nhưng mà thực ra là cân này là nhà sản xuất người ta cũng cân như thế này, thế nên là em sẽ cân cho các bác xem nó có đúng với cái thông số của nó không thôi, chứ còn câu thì tất nhiên là phải cầm cả cái đối trọng rồi, chuyện đấy đâu liên quan. Đây là mình cân cái phôi của nó thôi các bác nhá, cái thông số nhà sản xuất nó đưa ra là một thông số mà chưa hoàn thiện, nó chỉ cân phôi thôi anh em nhá, chỉ có cái phôi carbon không thôi. Còn khi mà nó sơn lên thì nó sẽ có một cái nước sơn là một này, cái chống nổ là hai này, chống nổ đầu cần ấy, với lại cái đoạn ren ốc ở đằng dưới đuôi cần các thứ nó sẽ lên lên nhỉnh hơn một chút,
Như cái này là 113 g, 113 g cho cái cần 54 thì anh em thấy rồi đấy, nó quá là nhẹ luôn. Đây. Nó còn là cái nâng chức nặng của cái này nữa, nặng của cái này nữa. Thế nên là thông số nhà sản xuất đưa ra lúc nào nó sẽ nhẹ hơn cái cân thực tế anh em nhá. Xi Long King, đây là cái đối trọng. Đối trọng là 19 g. Anh em lắp vào câu. Tất nhiên là cái đối trọng này nó nặng và với so với cái cần thì nó đã tính toán rồi. Nó làm sao cho anh em cầm cảm giác thấy được thoải sự thoải mái. Đây. Cầm 54 cầm như thế này là quá bình thường vì cái cần này nó rất nhẹ anh em ạ. Đó, rất là phê. Đây. Anh em nào mà muốn trải nghiệm thử cần hàng hiệu cao cấp thì có thể liên hệ với mình. Giá cũng rất là phải chăng thôi vì nó sale mà, sale được một nửa giá anh em ạ. Anh em có thể vào Taobao ngay bây giờ để tìm hiểu về cái cần này. Bây giờ giá của nó đang trên 1 triệu, gấp đôi cái giá mình đang bán bây giờ nha anh em nhá. Cái hôm mua là nó sale một nửa giá đấy anh em ạ. Đây, mình sẽ cất lại như cũ và sẽ review cho anh em cái sản phẩm 6H. Đây. Cần này thì em nói luôn là khi mà các bác nhận hàng thì thấy nó khá là mỏng manh. Chứ em bán thì em không che giấu những cái đấy. Đây. Mỏng manh nhưng mà có dễ vỡ hay không thì phải câu mới biết được anh em nhá. Và cái nữa là khi mà cái cần mỏng manh này ấy, nó sinh ra thì sẽ dành cho những người mà câu mà không phải là lôi cá lên bờ. Mình câu thì mình sẽ có một cái gọi là mức độ ở tay ấy, giác, đó là cảm giác khi đi câu. Thế nên là gặp cái cần nào mình cầm vào thì mình sẽ hiểu được nó sẽ câu như thế nào các bác nhá. Chứ không phải cần nào thì mình cũng là một kiểu câu như nhau. Nếu mà anh em mà quá mạnh tay đối với cái cần này thì không gì đâu, không ổn đâu các bạn. Thì lại tìm em bảo hành sớm thôi. Đây. Đây tiếp tục là cần 6H nha các bác nhá. Cần này 6H của nó chỉ làm gì thôi. Chỉ làm đọt 1,1 ly thôi anh em ạ, chứ không phải đọt to. Đây này. Đây, nói chung là cần này sẽ dành cho những người mà đi câu. Cũng phải là có một chút kinh nghiệm rồi, phải biết câu cá rồi. Nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Cần 4H cũng 1 ly 1, cần 6H cũng 1 ly 1 anh em nhá. Cần này 54 6H ra thẳng tắp luôn, không một tí võng nào luôn. Rất là ok. Đây cũng đầy đủ. Mình sẽ ra hết cái cần cho anh em xem, xong mình cầm cho anh em xem thấy cái độ nhẹ của nó như thế nào. Cần này được cái rất là nhẹ, dành cho những cụ nào có tuổi chẳng hạn, câu thì cả buổi cũng không sợ. Đấy em nói nó mỏng manh là trong cái trường hợp anh em câu cá to thôi, chứ còn cá nhỏ thì em nghĩ là vẫn thoải mái. Đấy. Đây là 54 các bác nhá. Đây, ra hết cần rồi. Có cả 6,3 cho anh em đấy. Đây. Ra hết cần rồi anh em nhá. Cầm như này luôn. Đó, cầm được luôn. Quá là nhẹ nhàng luôn, ra thẳng tắp luôn. Mình không lia ra ngoài được bởi vì gì thôi. Bởi vì ngoài trời nó nắng ấy, lia ra thì anh em chói cũng không nhìn thấy gì cả. À, cái cần này để mỗi chỗ nó là một khác cả anh em. Đây chỗ này càng để ra xa thì càng nhẹ này anh em này. Để ra đầu này thì nó nặng này. 150, để xuống dưới thì nó 140 mấy. Em nghĩ là phải để vào giữa thì mới được này, nhưng mà chỗ này để vào giữa thì hơi khó. Đây, xuống đây có 130 mấy này. Tài đất. Thì em thay cái cân khác cho các bác rồi. Để review cho các bác xem cái cân này đều quá. Đây mình sẽ chỉnh cái bàn lên một chút cho nó khỏi lăn. Đây, lấy luôn 150 cân là 150 gram nha các bác nhá. Thế nó cũng xem với con thần kiếm các bác. Đây. Đây là 6H. Đọt có cái bịt nước. Đọt phụ cũng có cái bịt nước các bác nhá. Ngọn thì là ngọn xoay
ngọn xoay. Cần này là 6H nhưng mà đọt vẫn là 1 ly mốt, nên là đầu cần nó sẽ không bị nặng đâu, nó không bị võng. Đây các bác nhé, carbon của nó đây. Mình nghĩ là nó tuy nó mỏng manh nhưng bù lại nó làm bằng carbon cao cấp thì cũng câu cũng sẽ rất là ok các bác nhé. Và cái chính là trải nghiệm thôi, trải nghiệm của mình về cái cần của cái hãng này thôi, nó sẽ là như thế nào thôi. Chứ còn giá của nó thì cũng khá là đắt đây các bạn. Mình sẽ để giá ở dưới, sẽ để giá trên màn hình nhá, vì bây giờ mình không nhớ giá rõ cho rõ lắm. Đây, chống nổ này. Cần này sẽ đòi hỏi người câu phải có một chút chút kinh nghiệm. Đấy là mình đoán thôi các bác nhá, chứ còn cũng chưa câu mà chưa biết được, nhớ biết đâu nó mỏng manh nhưng mà nó lại không hề dễ vỡ, nó lại rất dẻo dai thì sao, đúng không? Và sẽ sớm có một clip mà mình sẽ câu bằng cần này cho các bác xem. Cái chủ nhật này này nhẽ ra là có thể đi câu được đây các bác ạ, nhưng mà thời tiết nó lại quá khoai, đang nắng mà nó đổi sang rét thì khả năng cao là cá nó sẽ không ăn các bác ạ. Nếu mà nó không phải ngày hôm đấy thay đổi thời tiết cơ, ví dụ như là thứ bảy đi, thứ bảy không khí lạnh nó về thì chủ nhật là con cá nó đã thích nghi với cái rét rồi thì có khả năng nó ăn các bạn. Đây là đúng chủ nhật thì không khí lạnh về, nên mình sợ là con cá nó không thích nghi kịp, nó sẽ không đi ăn, nên câu hôm đấy chỉ có bể đầu thôi. Nên là tốt nhất là hôm đấy không đi câu dịch vụ nhỉ, đi đóng họ cho chủ hồ sẽ được cái gì đâu, thì hôm đấy mình sẽ lại đi câu tự nhiên thôi, nên là chưa thể test cái cần này ngay cho các bác được. Thì sớm thôi cũng sẽ có một clip test cái cần này nha các bác nha. Rồi em xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Hôm nay là hai cái cần của một hãng lớn có tên tuổi đấy, các bác xem lại một lượt. Có cây 6H này, Xi Long King. Nếu cho các bác nào không biết thì hãng này nó sản xuất ra cái dây mà 3260 nổi tiếng đấy, và hình như là Xi Long King bây giờ là có một đại lý ủy quyền ở Việt Nam ấy, thế nên là đồ của nó cũng được phổ biến sang bên Việt Nam mình rồi. Đây là cần Xi Long King, đảm bảo 100% là chính hãng cho các bác. Rồi em xin chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.